Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở phía trước chợ Lớn Mới. Trong những clip trước Thịnh chia sẻ quý vị thì quý vị cũng nói phía trước chợ Lớn Mới thì sẽ có một cái quán cà phê của người Việt. Đây cũng quay và chia sẻ quý vị, sau dãy xe túc túc bên kia đó chính là quán cà phê của một chị người Việt để các du khách có thể ngồi thưởng thức cái món nước uống cà phê Việt Nam và chờ đợi những du khách khác trong quá trình đi chợ. Và khu vực con đường này là nơi mà quý du khách sẽ mua sắm những cái sản phẩm, những cái đồng hồ, một số cái hàng hiệu, giá cả thì rất là cao. Và Thịnh Nguyễn đang từ từ đưa quý vị đến với lại trung tâm chợ Lớn Mới. Tòa nhà được xem là hoàn thiện và đẹp và cao của Campuchia đó quý vị. Và bây giờ Thịnh Nguyễn sẽ cùng quý vị vào trong khu vực chợ Lớn Mới để xem chúng ta có thể mua sắm cũng như lựa chọn những sản phẩm gì cho một chuyến du lịch. Thường thì du khách sẽ đến với chợ Lớn Mới này vào ngày thứ tư của lịch trình, tức là khi đã chuẩn bị kết thúc chương trình. Ngày hôm nay sau khi mua sắm, mình sẽ đi ăn trưa và trở về lại Việt Nam. Khi bước vào đầu tiên thì quý vị sẽ thấy đây là những cái sản phẩm được làm bằng bạc, từ những cái khe, những cái chậu đựng nước, những lọ hoa, đến cả những cái thố đựng cơm và ngay cả những bộ tách trà như thế này. Bên cạnh đó thì đất nước Campuchia cũng nổi tiếng với các sản phẩm gỗ. Thì quý vị thấy các bức tượng gỗ ở đây cũng rất nhiều. Tuy nhiên do ngày hôm nay cửa khẩu có cái lệnh là gỗ có thể qua cửa khẩu hơi khó, nên quý vị lưu ý khi mua thì phải đảm bảo rằng là những cái sản phẩm nhỏ, souvenir thôi, mua lớn thì không được. Tiếp theo đó là quý vị có thể mua những cái sản phẩm trái cây Thái Lan và các loại dầu Thái Lan. Đi sâu vào trong đây thì quý vị sẽ mua được các sản phẩm về may mặc, giày dép, hay gọi là hàng second hand, hàng xài rồi đó quý vị. Ở trong đó sẽ có đầy đủ. Thịnh Nguyễn hay chia sẻ khu vực mua đồ và những áo t-shirt ở tại đây cho quý vị. Ngày hôm nay Thịnh Nguyễn sẽ đi sâu vào hơn bên trong khu vực mua quần áo và giày dép cho quý vị nhé. Đây là những chiếc nón, những chiếc áo da đây, dành cho các bạn mà đi phượt thì rất là thích. Da này là da của nước nào? Còn đây là khu vực bán về các cái giỏ sách, các chai nịch. Nói chung thì quý vị vào đây mua hàng xài rồi thì phải biết, vì cũng không ít hàng mới người ta đưa vào đây để mà trà trộn. Còn nếu quý vị là thích những cái đôi giày từ hàng mới cho đến hàng vừa mới qua sử dụng đều có mặt ở đây. Chúc quý vị có những chuyến đi đến đất nước bạn và có những dịp mua sắm được những sản phẩm tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Thịnh Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.